Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em xin phép cập nhật cho anh chị mình cái thông tin về cái dự án là Cyber Space mà hôm qua em đã chia sẻ. Cụ thể là chúng ta làm các nhiệm vụ và chúng ta nâng cấp cái level và các thông tin liên quan để mọi người có thể đào được nhiều nhất có thể nha anh chị. Rồi nói về cái kèo này á, là ngày hôm qua em đã có làm một cái video Bobase được Binance và cái trang web Bitcoin đó giới thiệu về cái hệ sinh thái này. Nó là một cái hệ sinh thái mới anh chị ha, và cũng là tiềm năng trong cái mùa uptrend tương lai đó. Rồi, và hiện tại cũng được cộng đồng trên thế giới tham gia rất là nhiều, và đặc biệt là mới ra mắt nha anh chị. Bây giờ mình sẽ đi sơ qua tổng quan về cái nền tảng này cho cô chú anh chị mình nắm nha. Ai chưa tham gia thì có thể là xem cái video này dưới phần mô tả của video hoặc là trong kênh YouTube của em. Và ai chưa đăng ký kênh cho em một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ anh chị nha, để cập nhật những kèo ri trong cái nền tảng kênh YouTube của em. Bây giờ chúng ta vào trong kênh kênh ít nha. Anh chị sẽ vào biểu tượng tìm kiếm và gõ cho em chữ là Cyber Bay nè anh chị. Hôm qua em đã chia sẻ rồi ha. Cái cơ bản về cái hệ sinh thái này, nó là đoàn kết các nhà đầu tư toàn cầu chia sẻ lợi nhuận trong các dự án ươm tạo ha, nâng cao lợi tức đầu tư. Thì ở đây có các thông tin liên quan, mọi người soi vào nha. Bây giờ chúng ta vào cái trang web thì em cập nhật chủ yếu là cái lộ trình cho chúng ta. Đây là cái trang web của họ nha anh chị thấy này đó. Thì cho airdrop là 20% anh chị ha. Đây có thông tin nè. Đó, đây có cái lộ trình luôn anh chị. Rồi đó là cái cơ bản nhất, anh chị có thể rơi vào tìm hiểu thêm. Và bây giờ á, chúng ta sẽ nhấp vào cái đường link con bot nha. Nếu mà ai đã tạo, đã đăng ký rồi sẽ có con bot. Anh chị nhấp vào dưới xem thêm này nè. Rồi chúng ta nhấp vào cái link tham gia Cyberbay này. Đó, rồi nếu mà anh chị có giới thiệu á, em thì có giới thiệu được nhiều anh chị, nên là anh chị mà làm á, là em sẽ nhận được cái số lượng CB. Đó là cái chính sách thưởng của dự án nào cũng vậy anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ play phía dưới bên trái. Sau đó chị sẽ thấy nè. Rồi ở đây khi mà chúng ta đến thời hạn lam á, em nhớ không lầm là 8 hay 9 tiếng gì đó, chúng ta nhấp vào lam một cái để nhận nha. Rồi chúng ta lam xong thì cái điểm chúng ta nó sẽ nằm ở phía trên bên trái nè, ở dưới cái chỗ hùng tỉnh 19.3 đó. Rồi chị nhấp vào có một là sao phát minh để tiếp tục. Có thể nhiều lúc nó bị lắc nha anh chị. Nếu mà lắc á, anh chị nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải nè, chọn cái mục tải lại trang cho em. Đó, anh chị thấy không ạ? Rồi. 7 tiếng vào một lần nha anh chị, theo em hiểu là vậy ha. Rồi chúng ta vào cái mục task, cái mục task này á em cũng đã chia sẻ rồi. Ở đây nè, các nhiệm vụ này anh chị làm chia ra 1 đến 2 ngày chúng ta làm, chứ anh chị đừng làm một lần nha, là cái tài khoản ít của anh chị sẽ bị quét. Mà khi chị vào họ báo cái tài khoản ít của anh chị bị nghi ngờ là bot á, thì anh chị làm một cái bài thực hiện captcha, thì anh chị để ý phía hình bên trái nó ghi ngay ký tự nào thì chúng ta di chuyển cái người ngồi sang ký tự đó hoặc là cái dãy số đó là được nha. Rồi các nhiệm vụ này thì anh chị cũng biết rồi, chúng ta có thể là nhấp vào xa vào ít để chúng ta like đó, bình luận luôn để mình nhận thêm cái đồng CB nha. Anh chị làm từ từ rồi chúng ta nhấp vào cạnh phim nè. Chúng ta chờ một chút sẽ được nha. Anh chị làm nhanh quá sẽ không được. Đó. Rồi, cứ mục BOOSTS đây là cái mục nâng cấp. Em hiện tại đã nâng cấp được cái cấp 2. Cấp 1 anh chị muốn nâng cấp á lên á là chúng ta phải là tốn 400 cái đồng CB, cấp 2 mình nói năm nay cấp 2 đi nha mọi người, tức là cộng 20%, em cho ví dụ cấp 2 là 800. Rồi ở cấp 3 này là chúng ta khai thác cộng 40% là anh chị phải tốn 2.400 CB. Thật sự cái đồng CB này kiếm cũng không có được nhiều lắm, không có được nhiều. Nên mọi người á, mua cái này thì cũng mua trong cái khả năng của mình. Và còn mới, nó còn mới nên là ai muốn nâng cấp thì cứ nâng cấp ngay bây giờ, để chúng ta khai thác nhiều đến sau này. Chứ anh chị, chúng ta vào sau rồi chúng ta nâng cấp nhiều á, thì sau này chúng ta không còn bao nhiêu nha. Rút kinh nghiệm từ cái dự án Notcoin. Cái mục REN ở đây á, thì anh chị có giới thiệu bao nhiêu thì sẽ có bao nhiêu ha. Và REP là REP 3 tầng nha anh chị. Tầng 1 nè,
Tầng 1 là em nhớ lầm là 8%, tầng 2 là 5, tầng 3 là 2 gì đó. Nói chung là nó như vậy nè anh chị. Nó cô chú anh chị mình cũng đã tham gia rất là nhiều ha. Cơ bản là cái kèo này vậy mà anh chị nha. Cố gắng nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa, hôm bữa em có chia sẻ cho chúng ta một cái dự án nữa. Đó là dự án SEG, CEEG Europe tiềm năng. Kèo này thực sự khai thác cũng không được nhiều, nhưng mà em thích những cái dự án khai thác không được nhiều ha, nó mới ngon. Rồi anh chị vào trong cái con bót nó luôn nha, chúng ta vào con bót nó luôn. Kèo này cũng là đáng để chúng ta tham gia anh chị. Có thông tin đó là ở đây con bót này á, một lát mình sẽ chỉnh lại ha, nên là chúng ta không thấy thế này. Anh chị nhấp vào cái bình luận game đây nè, đây sẽ có nè anh chị, nhấp vào đây giùm em ha. Một lát mình sẽ chỉnh cái con bót nó lại để chúng ta nhấp vào được. Thì cũng có thông tin đó là cái kèo này được huy động hơn 9,2 triệu đô la, nhưng mà chưa có thông tin chính thức từ bên cái nền tảng này nha. Nên đó cũng chỉ là một cái thông tin để chúng ta tham khảo. Rồi chúng ta nhấp màu lam ở đây nè anh chị. Rồi bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta vào có một mission phía dưới bên trái. Ở đây có một là login bonus. Chúng ta làm chúng ta nhận nha, hàng ngày. Rồi ở đây cũng có các nhiệm vụ thì anh chị có thể join vào chúng ta làm thêm. Rồi anh chị vào có một BOOT, ở đây chúng ta nâng cấp lên. Tùy anh chị muốn nâng cấp thì chúng ta nâng cấp nha. Còn không á, thì chúng ta cứ cài chay cũng được. Đó. Rồi mục brand ở đây á, là cái mục để chúng ta giới thiệu anh chị thấy không ạ. Đó. Và ở đây chúng ta nhìn nè. Cái top người trên thế giới á, họ đào cũng không có được nhiều lắm. Không có được nhiều là so với cái số lượng của với cái dự án khác nha. Nhưng mà đối với mình là họ đã khai thác được rất là nhiều nha anh chị. Đó cơ bản chúng ta giới thiệu ha. Rồi, đó cũng là một cái kèo tiềm năng. Hiện tại có rất nhiều cái kèo mà đã thông báo TGE rồi anh chị. Ha, em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị trong thời gian tới. Và đặc biệt cái mùa này là cái mùa Europe trong cái nền tảng Telegram. Nên anh chị cố gắng chắc chiêu những cái dự án mà chúng ta đang có nha mọi người. Và chúng ta cũng tìm hiểu thêm những cái dự án nào tiềm năng thì chúng ta cứ tham gia. Nó sẽ là bùng nổ trong cái mùa Upchain 2025 luôn. Đó, nên là chúng ta cố gắng tận dụng khả năng của mình. Rồi, những cái thông tin liên quan á, thì anh chị có thể bình luận trong cái phần bình luận của video ha, hoặc là trong cái các cộng đồng của em trong Telegram để em và mọi người sẽ hỗ trợ cho cô bác anh chị mình nha. Rồi, đó là các thông tin em muốn chia sẻ cho anh chị. Thì ai có vấn đề về thì cứ liên hệ nha mọi người. Ngoài ra có thêm một cái dự án nữa mà em muốn chia sẻ cho chúng ta. Anh chị có thể là tham khảo nha. Cái kèo này là kèo đầu tư nhưng mà tham khảo nha anh chị nha. Anh chị vào cái đồng này thì hiện tại nó chỉ list trên một số sàn à. Cái đồng mà tên nó là Code Inu. Cái đồng này thực sự là em cũng đã chia sẻ cách đây cũng khoảng là 1 đến 2 tháng rồi. Em chia sẻ thông tin nha. Chứ em không có kêu gọi khuyến khích đầu tư. Cái kèo này á, nó là một cái kèo meme coin đầu tiên trên cái hệ Avalanche và nó được sale của Avalanche rồi đó. Nói chung là những đội cái nhóm của bên họ là chia sẻ rất là nhiều và họ cũng đã có cái quỹ đầu tư vào meme coin văn hóa. Và cái đồng họ đầu tư nhiều nhất là cái đồng Code Inu này. Tổng cung của này á, là nó tới 69.420 tỷ và hoàn toàn anh chị ha. Các thông tin liên quan thì mọi người tự check nha. Nhưng mà em nói đây là cái kèo nó sẽ thúc đẩy cho cái hệ sinh thái Avalanche bùng nổ trong để giành thị phần với các hệ sinh thái khác. Thì ở đây anh chị thấy nhìn cái chạc cơ bản nó nè anh chị thấy không ạ? Cái này em nghĩ một thời gian nữa có thể là nó bay lên đấy ha. Thì anh chị chúng ta giá này thì chúng ta cũng có thể vào được, cũng có thể vào được ha. Nhưng mà anh chị tự suy nghĩ quyết định của mình nha, em chỉ cập nhật cho anh chị. Và đặc biệt cái hệ Avalanche đó là chưa có bơm anh chị. Avat đó, mình hay còn gọi là Avat đó. Đây nè, anh chị thấy này. Đây. Thì thường cái hệ Avalanche này nó sẽ bơm sau cái hệ Sol khoảng 2 đến 3 tháng. Và đặc biệt cái mùa hè này từ tháng 5 tới tháng 7. Mình nói vậy đi ha. Tại vì tháng 8 tới 9 thường thị trường nó sẽ không có được tốt. Thì em nghĩ đó, nó muốn bơm là nó sẽ nhờ những cái con meme. Và meme của họ tới có 4 con lận. Con Code Inu,
Kimbo, Tech và một cái con gì nữa đó, kinh công cái gì đó em quên rồi, nhưng mà em thì mua cái đồng có Inu đó, em chia sẻ anh chị hen, và cái hệ Avalanche đó sẵn để em nói luôn cho mọi người tham khảo nha. Là họ đang đẩy mạnh phát triển kỹ thuật rất là nhiều, và họ cũng đang sử dụng cái trend đó là GWA, tức là sao ạ, giống như là họ sẽ gom những cái tài sản thực thành cái tài sản ảo, đặc biệt là có những cái công ty mua bán kim cương luôn đó anh chị, có rất nhiều cái tích nhưng mà lâu rồi anh chị, thì anh chị chúng ta cũng nên nghiên cứu cái hệ này nha. Cái hệ này nó thực sự là nó chưa có bơm đâu, nhưng mà trong thời gian tiếp theo này có nghĩa là nó có thể là nó sẽ là bơm đấy. Và cái con em khuyên chúng ta có thể tham khảo đó là cái con cốt này, Inu này. Hồi lúc ngày xưa không phải em nói anh chị ha, ngày xưa lúc mà em chia sẻ là nó nằm ở đâu mức 198 ha, 198, và sau đó nó giảm về là tới 7 đuôi, nói chung là đầu 7 đuôi là nó giảm. Anh chị thấy cái cột này nè, cái cột này, cái cột này nè, thì lúc đó ai vào thì ngon rồi, sau đó nó bơm lên tới là 0.068. Thì nếu mà ai đi xe ngon á, thì chúng ta bây giờ cũng ngon rồi. Và bây giờ sẽ tới một cái giai đoạn là nó sẽ bơm ha. Anh chị thấy cái chạc rất là ngon, rất là đẹp luôn ha. Rồi mọi người, chúng ta muốn mua thì chúng ta có thể là mua trong cái sàn HTX. Này là cái sàn Hobby, cái link em sẽ đẩy vào mô tả, thì anh chị tự cân nhắc quyết định nha. Em chỉ là chia sẻ chứ không phải là kêu gọi đầu tư gì hết. Cái việc chốt lại bao nhiêu, mua bao nhiêu thì anh chị tự chúng ta check, chúng ta tìm hiểu thông tin. Chứ giá này thì em cũng không dám kêu gọi anh chị vào mua nữa, tại vì thị trường mà nó đi xuống thì nó sẽ còn giảm ha, nên là chúng ta tự cân nhắc nha. Cái này đã đang là cái chạc bay nha anh chị nha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người.